Xin chào tất cả bà con cô bác đã quay trở lại kênh channel của Thanh Thư Ba TV. Hôm nay là chợ phiên, chuẩn bị có sen lát nữa sẽ có màn bắt vợ quý vị, bắt vợ tại cái khu chợ phiên này gửi tới tất cả mọi người. Đây là khung cảnh ở mọi người đang chuẩn bị để cho ngày lễ ngày mai, và đây là những thanh niên đi bắt vợ quý vị. Chủ yếu là đây là cái lễ hội cao và lớn nhất của người Hơ Mông, tổ chức rất là hoành tráng sau 2 năm nghỉ dịch. Thì đây mọi người thấy, zoom cho mọi người xem nha. Phong lưu khâu vai quý vị ạ, phong lưu khâu vai, một địa danh rất là nổi tiếng ở tại nơi đây. Hồi nãy là có một vài cảnh bắt vợ rất là hay của những anh thanh niên như vậy. Anh này là kiểu như hồi nãy anh này là kiểu chưa có bắt được vợ nên là lủi thủi đi về. Hiện tại bây giờ đang chúng tôi đang là 11 giờ đêm quý vị, vẫn còn khá là đông, cả nhà thấy không ạ? Thanh sẽ di chuyển xuống dưới bên kia nha mọi người, di chuyển xuống dưới bên kia xem mọi người. Đây có vụ này cho mọi người xem. Đây là một cặp để tới gọi lại hỏi thử xem mấy em như này như thế nào. Ê tụi em ơi, tụi em biết tiếng Kinh không? Biết hả? Tụi em ở đây tới khi nào mới về? Tí về, nhà em gần đây à? Thế em cho anh hỏi cái ở đây có thủ tục bắt vợ còn không em? Hết rồi hả? Thế ngày mai là nó tổ chức gì em? Hả? Tổ chức lễ này rồi hả? Là ngày mai có diễn, nó có diễn tập lại không? Diễn tập không có luôn. Ủa em ơi, cái chị kia mặc đồng phục á, cái chị đó mặc đồng phục như vậy đó là chị đó làm gì à? Làm văn nghệ hả? Hay là không? Làm này. Làm sao? Không làm văn nghệ đâu. Nhưng mà tại sao mặc đồng phục như vậy nhỉ? Đi chợ. Đi chợ là đi chơi đúng không? Đúng. Mình anh lại cứ tưởng là đi bắt chồng chứ. Để cho người ta bắt chứ. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em rất nhiều. Kính thưa mọi người, thì phải nói là một điều là khi mà xe cộ ở tại Hà Giang, ở tỉnh Hà Giang này thì xe cộ mọi thứ mọi người vứt ở đâu cũng không hề mất xe nha quý vị. Xe cộ vứt, người dân ở đây vứt mọi chỗ khắp nơi nhưng mà không mất đồ nha mọi người, không hề mất đồ, không hề mất đạc. Đó, người dân ở Hà Giang rất là hiền lành và cũng như là chất phác, không có ai ăn cắp gì hết. Theo một lời người dân tôi nói ở đây. Em ơi. Bé ơi. Ủa chú, lễ hội này tới mấy giờ xong rồi chú? Nhiều chú không biết tiếng Kinh. Chắc có lẽ là di chuyển xuống dưới cho mọi người. Đây mà đồng phục của người Hơ Mông cũng khá là đẹp. Di chuyển sẽ lên một xem không ạ? Đồ phục người Hơ Mông, đặc trưng của người Hơ Mông khá là đẹp. Thanh đi chung với lại ông Tiến Sài Gòn, ông Tiến mà chưa đi làm thiện nguyện á. Mọi người ấn like chia sẻ với Thanh nha, ấn like chia sẻ với Thanh.
ta sẽ di chuyển xuống dưới tút ở bên kia cho mọi người xem. Để xem dưới kia còn cái cảnh bắt vợ nào dưới đó nữa không. Để gửi tới tất cả mọi người nha. Lên kia lấy xe máy đã. Ủa alo, ủa, tụi em là người ở dân bản địa đây hả? Hay là tụi em? Vâng ạ. Em là người Gia Lai, ê, em ở Hà Giang hả? Ở Hà Giang, ở dân này đây. Em có phải là dân tộc Hơ Mông không? Có, em cũng Hơ Mông. Ủa sao em Hơ Mông mà em sao em xinh vậy? Em, ai cho anh hỏi vài câu. Anh là người ở nơi khác tới á? Em là Hơ Mông hả? Hơ Mông ạ. Mà Hơ Mông này, em là Hơ Mông có thuần không hay sao mà xinh thế? Có ở đây mà anh. Hả? Có thuần ở đây mà anh. Ồ vậy hả? Vậy là ba đứa đều Hơ Mông hết hả? Bạn này là giấy. À giấy, anh bạn nghe giấy còn. Ủa, em bây giờ mà còn thủ tục mà bắt vợ không? Ít anh ạ. Ít lắm hả? Ít rồi, bây giờ cũng hiện đại rồi họ cũng ít rồi. Nhưng mà tối giờ thấy có vụ nào bắt diễn lại chưa? À đợt vừa rồi Tết có. Có cả video anh. À rồi, rồi có video ở trên anh cứ lên cái mà nhóm mà chợ tình chợ khô chợ mèo vạc ấy anh. Chợ mèo vạc. Ừ. Ở chợ Hà Giang. Là cái nhóm gì trên họ chợ Hà Giang nhỉ? Đúng rồi, em cứ lên cái đấy là nó sẽ đấy. Em tên gì? Em tên là Máy ạ. Máy hả? Vâng. Ừ. Em có người yêu chưa? Em có rồi anh. Có rồi hả? Có rồi mà vẫn đi đây. Đi chơi thôi. Đi chơi vợ hả? Bạn trai đâu? Sao không đi? Hả? Ở xa lỡ nó chửi chết. Cảm ơn em. Mọi người ạ. Chọc bé chơi, chọc bé hỏi chuyện bé. Bé người Hơ Mông nhưng mà rất là xinh đúng không vị? Anh sẽ đi lại đây để kiếm ông Tiến người. Thất lạc nhau rồi. Để kiếm ông Tiến và thất lạc của mọi người ơi. À, di chuyển xuống dưới nha mọi người. Để mở cam trước, để mở cam trước. Thằng Caramel, ông nội Caramel đi đâu rồi không biết, để xuống dưới đây xem thế nào. Đây, sẽ di chuyển xuống xem còn lễ hội bắt vợ hay không. Đây, ngày mai sẽ có lễ ở đây. Bảo đảm mọi người là ngày mai sẽ có diễn tập lại cảnh bắt vợ cho mọi người cùng xem. Hôm nay thần tới trễ quá, 12 giờ đêm rồi nhưng vẫn còn khá là đông mọi người ạ. Bây giờ hiện tại cũng giống như là hội chợ ở mấy chỗ mình các mọi người, chỗ miền xuôi ấy. Đây chợ này ở Mèo Vạc Khâu Vai nhé mọi người, rất là đông. Đây có cái chú này, chú nó thổi này. Rất là đẹp. Thổi rất là hay mọi người. I do.
đi đâu lên chỗ đó vậy? Dạ. Đi đâu đó vậy? Chúng tôi không biết họ đi đâu lên đây. Sẽ có cái lễ hội gì trong đây mà sẽ vô cùng mọi người, tất mọi người cùng xem nha. Chúng ta sẽ vô đây để xem như thế nào, có tình tiết gì mới không? Sẽ có tình tiết gì mới không? Thì đi theo họ. Tại vì thấy có vẻ khả nghi, đi theo. Khả nghi à, thôi đi ở dưới này. Không, họ đang làm gì trên đấy á? Họ đang làm... Lên. Họ đang làm trò gì trên đấy? Làm trò gì luôn hả? Đi. Ừ, đi. Theo chân thần. Theo chân thần. Đi lên đây. Khám phá du lịch. Cái gì trên này hả chị? Chị có đá thôi. Hả? Đi dạo thôi. À đi dạo. Đây đây, mấy vẻ mặt người mấy người kia lấm lem. Không biết là làm cây, làm bắt lấy mấy cây để làm gì. Đây toàn là núi không mọi người ơi. Các cặp đôi không hiểu ý nghĩa của cái này là gì khi mà đội nón. Đấy hả mọi người, ý nghĩa của này là gì mọi người có thể comment ở phía bên dưới cho anh biết được không? Ai là dân Hà Giang? Ai dân Hà Giang biết được cái vụ việc này? Hả mọi người? Ai biết biểu tượng này là biểu tượng gì? Hãy comment ở phía bên dưới nha, cho tao biết nha. Có lẽ quay buổi sáng sẽ vui hơn. Quay buổi sáng sẽ vui hơn. Đúng không cả nhà? Chợ tình khâu vai. Lên trễ quá, bắt vợ xong rồi. Bắt vợ xong rồi, diễn tập cũng đã xong hết rồi. Đây được mệnh danh là nơi chợ tình một đêm. Các cặp đôi già tuổi, theo thân được biết và được hỏi là các cặp đôi già tuổi, lớn tuổi, năm mấy tuổi cũng có. Sẽ đây là một cái ngày lễ lớn ngày nhằm ngày 27 tháng 4. Nhằm ngày 27 tháng 3 âm lịch thì hôm nay năm nay là rơi vào ngày 27 tháng 4. Đây là cơ hội để cho các tình nhân người yêu cũ của nhau, tình cũ của nhau có thể gặp lại và quan hệ và qua đêm. Nhưng mà không có vi phạm pháp luật. Theo người xưa của người Hơ Mông là người ta nói vậy. Người Hơ Mông nói vậy nha quý vị, chứ không phải là chính quyền địa phương. Chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống dưới đây để xem như thế nào. Cam nào ấy, dùng cam thường không? Cam thường anh em. Chợ Phong Lưu Khâu Vai. Cả nhà vô di chuyển vào đây mọi người nhé, xem đây có cái gì nha, di chuyển vào đây xem có cái trò gì.
đi ban ngày có lẽ là mọi người sẽ dễ nhìn hơn. Sáng mai sẽ quay cho mọi người xem. Có một sự kiện chấn động ở tại nơi đây. Cái này là gì? Cái này là cái gì quý vị? Cá kheo ấy. Ở đây là quán nhậu. Quán nhậu cả nhà ơi, quán nhậu. Quán nhậu của người đồng bào là đa phần là vitamin go go. Ẩm thực cao nguyên. Đá Hà Giang. Cơ quan chính quyền cũng có ngồi đây. Ngày mai đây mọi người. Ngày mai sẽ tổ chức tại đây. Alo. Lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội chợ phong lưu Khâu Vai. Thanh sẽ đi kiếm lại người anh em của Thanh, nó mất tiêu rồi, không biết. Nhìn đây mọi người thấy đây. Thoạt đầu tiên mọi người nhìn mọi người cứ nghĩ rằng là cà phê chòi đúng không ạ? Cà phê chòi đúng không? Ủa anh ơi, anh hỏi mấy cái trò này để làm gì em biết không ạ? Cái trò này để nó ngồi uống nước, uống bia mà. Nhưng mà cặp bồ đúng không? Hay là không. Hay là người bất kỳ cũng được hả? Ai cũng được. Ngồi... nhóm bạn cũng được. Dạ. Nhìn cứ tưởng là bắt vợ xong vô đây chứ. Như kiểu phòng kín đấy. Cảm ơn. Cứ vui chơi nó thích. Ủa nay còn anh là dân ở đây hả? Không, anh dân Quang. Nay như dẹp bắt vợ đấy đúng không ạ? Không có rồi. Dẹp đây, bây giờ nó dẹp hết. Dạ. Dẹp hết rồi không người ngày đấy có đấy. Tưởng có ghép vui mà không có. Không có đâu. Có bây giờ pháp luật người ta ai cho này dạ. Chưa đủ thành viên nên làm chết chứ. Dạ. Chương trình lễ hội phong lưu Khâu Vai. Các hoạt động diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4. Hoạt động chính ngày mai nha mọi người. Hội thi người đẹp miền cao Nguyên Đá ngày hôm qua đã diễn rồi. Lễ dâng hương hiếu ông bà. Cầu duyên, cầu an. Hôm nay ngày mai là ngày 27 đúng không? Ngày mai là ngày 27. Màn trống kéo nhị trình diễn khèn Khơ Mông, tổ chức các hoạt động trò chơi truyền thống, thời gian từ xưa nào 2 giờ đến 5 giờ chiều ngày 26, buổi sáng ngày 27 là buổi sáng ngày mai, địa điểm tại khu vực Mê Cung Đá và trung tâm Mê Cung Đá là nãy Thanh vừa vô đó quý vị, Mê Cung Đá bên đó. Nội dung thi leo cột chinh phục tình yêu. Thi leo cột chinh phục tình yêu, thi đánh yến, ném bao, tung côn giao duyên, bắn thi nỏ, bịt mắt, bắt vịt, thi điệu nước. Vâng thì để anh kiếm lại cái người đồng đội của Thanh coi xem nó đâu mất tiêu rồi. Đồng đội của mình nó mất tiêu rồi ta. Bán những cái quà lưu niệm quý vị. Anh có cảm nghĩ gì khi đến nơi đây à? Nói chung là do tới trễ quá cho nên là bây giờ người ta đã hết rồi. Nhưng mà theo anh là có ngày mai là có sẽ có màn diễn lại tảo hôn không? Mình nghe nói là cách đây 3 cây số ở ngay cái chợ này này, ngày mai á là nó sẽ có cái khu vực đó để nó bắt giống như là nó bắt vào.
À, thật luôn. Ừ. À. Mà gọi là giống như tái hiện lại thôi, chứ hiện tại bây giờ là do là nhà nước cũng như địa phương là cấm không cho cái thực hiện cái thủ tục đấy. À. Nhớ nha, ngày mai là sẽ vẫn có thật nha mọi người hãy mọi người hãy hóng xem nha quý vị. Người giấy nhỉ? Này. Người giấy gì đó. Ngày mai sẽ có thiệt cho quý vị. Ngày mai là sẽ có bắt vợ thiệt. Bắt như cái tục tảo hôn là bây giờ là dẹp hết rồi nha quý vị. Công ty dược. Rồi chắc có lẽ thành kết thúc video tại đây nha quý vị. Chào tất cả mọi người. Ngày mai sẽ có gì hot sẽ quay cho mọi người xem. Xin chào hẹn mọi người ở những tập tiếp theo nha. Bye bye.